Thái Thanh, sóng gió cuộc đời của một danh ca, bất hạnh từ đám cưới cho tới đám tang. Thái Thanh là ca sĩ duy nhất trong nền âm nhạc Việt Nam mà cả cuộc đời không có scandal nhưng cuộc sống lại ngập tràn những biến cố từ đám cưới, cuộc đời cho đến đám tang. Tiếng hát vượt thời gian của bà là một tượng đài bất hủ, người đời tôn sùng bà là đệ nhất danh ca để không bị so sánh với bất kỳ giọng ca nào khác. Cuộc đời bà là cả một tấm gương sáng cho thế hệ sau này, hội tụ đầy đủ bốn đức tính công dung ngôn hạnh của người phụ nữ Việt xưa. Danh ca Thái Thanh tên khai sinh là Phạm Thị Băng Thanh. Bà sinh năm 1934 tại làng Bạch Mai, Hà Nội, trong một đại gia đình có truyền thống nghệ thuật lớn nhất từ trước đến nay kéo dài suốt nhiều thế hệ. Bản thân cha và mẹ Thái Thanh đều rất đam mê âm nhạc và là những nghệ nhân chơi đàn cổ, hát ả đào có tiếng ở đất Hà Thành. Từ nhỏ, anh chị em Thái Thanh đều không được theo học các trường lớp âm nhạc, thầy cô bài bản mà chủ yếu là sự truyền dạy trong gia đình, tự luyện giọng, tự học nhạc, tự mua sách về đọc. Khoảng năm 1947, gia đình Thái Thanh mở một quán phở mang tên Thăng Long tại vùng kháng chiến. Quán Thăng Long không chỉ là địa điểm ăn uống, mà còn là nơi dừng chân sinh hoạt văn nghệ và nghe nhạc của các văn nghệ sĩ kháng chiến. Khi nhạc sĩ Phạm Duy bắt đầu theo đuổi cô chị Thái Hằng, do Thái Hằng lúc đó còn mang nhiều tâm sự cũ nên khá trầm lặng. Để có thể cưới được Thái Hằng, nhạc sĩ Phạm Duy đã viết ca khúc Dòng Sông Xanh để giúp Thái Thanh tự tin bước lên sân khấu âm nhạc, sánh vai cùng các anh chị, chiếm được thiện cảm từ gia đình. Năm 1950, Thái Thanh theo gia đình chị gái Thái Hằng và nhạc sĩ Phạm Duy về Hà Nội, rồi vào Sài Gòn định cư vào năm 1951. Anh trai Phạm Đình Chương mãi đến tận năm 1953 mới vào Sài Gòn sau khi đã cưới vợ là nữ ca sĩ Khánh Ngọc. Cũng từ năm 1951, cô gái 17 tuổi tên Băng Thanh bắt đầu sử dụng nghệ danh là Thái Thanh, được đặt theo nghệ danh của chị gái Thái Hằng. Dù thành công tột bậc trên đỉnh cao danh vọng suốt hơn 70 năm, nhưng Thái Thanh lại có đời sống hôn nhân khá nhiều nước mắt. Năm 1956, Thái Thanh gặp được Lê Quỳnh trong một dịp trình diễn văn nghệ vào dịp Tết ở những rạp trước giờ chiếu phim. Yêu Thái Thanh một thời gian thì Lê Quỳnh trở thành một trong những nam tài tử điện ảnh đầu tiên của màn ảnh rộng Việt Nam, nổi tiếng qua phim Chúng Tôi Muốn Sống đóng cùng Minh Tinh Kiều Trinh năm 1956. Cặp đôi tài danh bước vào hôn nhân khi cả hai vừa tròn 22 tuổi. Với Thái Thanh, thời điểm đó có lẽ là độ tuổi vừa chín tới để làm vợ làm mẹ, nhưng với Lê Quỳnh khi đó mới từ một chàng sinh viên nghèo bước lên vũ đài danh vọng. Là một diễn viên có nét đẹp rất đàn ông, Lê Quỳnh được mô tả như một lãng tử đa tình, nhưng tánh tình lại rất ghen tuông. Chính vì thế cuộc sống vợ chồng của họ luôn là những tháng ngày đầy sóng gió. Có lần, Thái Thanh đi hát cùng với hai người anh của mình là Hoài Trung, Hoài Bắc. Dù có xe đưa đón, nhưng Lê Quỳnh vẫn âm thầm bám sát để theo dõi. Và ông đã ghen với cả người lái xe vì anh ta đã lịch sự mở cửa cho Thái Thanh. Cuộc sống gia đình dần trở thành địa ngục, với những xung đột tiếp diễn hàng ngày và việc phải chia tay nhau chỉ còn là vấn đề thời gian. Sự xuất hiện của nhà văn Mai Thảo chỉ như giọt nước tràn ly, dù lúc đó Thái Thanh chẳng làm gì có lỗi với lương tâm cả. Vào một buổi tối thứ Bảy năm 1965, tại phòng trà Bồng Lai, lúc ấy Mai Thảo đang ngồi uống rượu với một vài bạn hữu thì Lê Quỳnh xuất hiện. Ông đã giáng một cú đấm như trời giáng trượt qua mặt Mai Thảo, hằn lên kỷ niệm là một vết sẹo dài trên má. Nếu không có quyền lực của ông Nguyễn Cao Kỳ can thiệp vì quý mến Thái Thanh, muốn giữ danh dự cho bà thì báo chí lúc bấy giờ đã làm dùm đem chuyện này lên rồi. Sau sự cố này, Lê Quỳnh đã tỏ ra hối hận và tìm cách chuộc lỗi với Thái Thanh để tiếp tục chung sống. Nhưng Thái Thanh đã cương quyết từ chối. Sau khi hai người ly dị, ai cũng tưởng Thái Thanh sẽ đến với Mai Thảo. Nhưng tất cả đã không diễn ra như thế. Người ta mới biết bà hoàn toàn trong sạch. Chính Thái Thanh cũng khẳng định mình và nhà văn Mai Thảo có liên hệ tình cảm ngay từ khi còn ở với chồng. Ông quý mến bà đến cái độ bà muốn thế nào thì ông chiều như thế. Nhưng mà Thái Thanh lại là một người đàn bà truyền thống và giữ đạo. Nếu không cưới hỏi thì không thể ăn ở với nhau. Không riêng Mai Thảo, cũng rất nhiều người đàn ông nổi tiếng khác đeo đuổi bà, kể cả nghệ sĩ Trần Văn Trạch. Tuy nhiên, Thái Thanh chỉ giữ mối quan hệ ở mức bạn bè, đi chơi chung chứ không hề chung đụng và cũng hoàn toàn không tái giá với bất kỳ người đàn ông nào. Mãi sau này, Thái Thanh thành hôn với dân biểu Trần Quý Phong, chủ khách sạn Catinat. Đặc biệt, dù có chia tay, Thái Thanh luôn ý thức giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp với chồng cũ và cả người vợ sau của ông. Tuy nhiên, nỗi buồn về cuộc hôn nhân đổ vỡ có lẽ vẫn đeo đuổi theo bà nhiều năm sau đó. Cô con gái lớn Ý Lan từng tâm sự: "Tôi sống với mẹ và có điều kiện gần gũi với bà. Mỗi đêm ngủ, tôi chia sẻ với mẹ, một người phụ nữ không có chồng cạnh bên, ôm nhiều nỗi cô đơn thường trực. Và nỗi cô đơn ấy đã gắn liền với tuổi thơ, kết đọng lại thành hành trang giúp tôi trở thành nghệ sĩ sau này. Chính vì nỗi buồn không giữ được một gia đình trọn vẹn cho con, không thể hoàn thành vai trò của một người phụ nữ bình thường với những giờ giấc bình thường khi là nghệ sĩ, nên với các con của mình, đặc biệt là Ý Lan, Thái Thanh luôn cấm không cho theo nghiệp mẹ. Khi Ý Lan còn trẻ, Thái Thanh luôn cố gắng khuyên cô tìm một công việc bình thường để có thể chu toàn được cho gia đình con cái. Tuy nhiên, đến cuối cùng, Ý Lan vẫn quyết tâm theo đuổi âm nhạc khi đã 32 tuổi. Và cũng như mẹ, cô ly hôn người chồng đầu tiên chỉ sau khoảng một năm đi hát, khi đã có 5 người con. Dù là nghệ sĩ nổi tiếng được săn đón, nhưng với con cái,
Thái Thanh lại là một người mẹ đầy trách nhiệm. Ca sĩ Ý Lan từng tâm sự, mẹ cô bảo bọc con cái rất kỹ. Ngoài giờ học, bà thường giữ con trong nhà chứ ít khi cho ra ngoài chơi vì sợ con hư hỏng ốm đau. Bà cũng rất để ý trong việc nề nếp gia phong, lời ăn tiếng nói hàng ngày. Ngoài việc lo lắng cho cô con gái lớn Ý Lan lấy chồng, sinh con sớm rồi lại ly dị chồng sớm, Thái Thanh còn rất vất vả với cậu con trai út Lê Đại và cô con gái kế út tên Thanh Loan. Năm 1965, khi Thái Thanh chia tay chồng, cậu con trai út Lê Đại mới chỉ 1 tuổi, bị bệnh sốt tê liệt nên liệt hết nửa mình dưới. Thái Thanh một mình đảm đương gia đình, vừa làm cha vừa làm mẹ, vừa lo kinh tế, vừa chăm sóc con cái. Khi Lê Đại tròn 4 tuổi thì bị ốm rất nặng, may được tổ chức cứu trợ trẻ em thế giới giúp đỡ đưa qua Ý chữa trị suốt 3 năm ròng, đến năm 71 mới được trở về Việt Nam. Sau ngày Sài Gòn giải phóng, hầu hết các sân khấu phòng trà đồng loạt đóng cửa, Thái Thanh không thể đi hát, sự nghiệp bị đóng băng suốt 10 năm sau đó. Ca hát là nghề duy nhất của Thái Thanh, không được đi hát thì không có tiền để mưu sinh. Bà phải bán lần lượt các đồ trong nhà và nữ trang đã tích góp được trong nhiều năm trước đó để lo cho các con. Đến năm 1985, sau khi di cư sang Mỹ, Thái Thanh mới tiếp tục ca hát, tham gia nhiều show âm nhạc lớn nhỏ ở hải ngoại. Tuy nhiên, ngay khi đến Mỹ, cô con cái kế út là Thanh Loan đột nhiên mắc bệnh trầm cảm ngày càng nặng phải đưa vào bệnh viện. Giữa xứ người xa lạ, Thái Thanh một mặt đưa đón cậu con trai liệt nửa người hàng ngày đi học, một mặt tìm mọi cách để chữa trị bệnh tình cho con người con gái kế út. Gần như cả đời mình, ngoài âm nhạc, Thái Thanh chỉ biết đến chồng rồi con. Vậy nên, các con bà khi đã trưởng thành đều rất yêu thương và ngưỡng mộ mẹ. Năm 2000, Thái Thanh phải nhập viện vì bị tai biến mạch máu não. Sau cơn bạo bệnh, sức khỏe của bà bị suy yếu nặng. Năm 2002, sau một đêm diễn cùng với con cháu, Thái Thanh tuyên bố giải nghệ. Tuy nhiên, khi sức khỏe cải thiện hơn, Thái Thanh thỉnh thoảng vẫn tham gia ca hát trong những đêm diễn đặc biệt của riêng bà. Ngày 17 tháng 3 năm 2020, Thái Thanh qua đời tại quận Cam. Sau một thời gian dài nằm bệnh, bà ra đi trong sự tiếc thương của hàng triệu khán giả. Chẳng ai ngờ một danh ca hàng đầu của Việt Nam lại phải ra đi một cách lặng lẽ. Bởi vì lúc đó dịch bệnh đang lan rộng cùng lệnh cấm tụ họp đông người tại tiểu bang, các con cháu của danh ca Thái Thanh đã quyết định chỉ tổ chức tang lễ cho bà trong phạm vi gia đình, không mời khách đến viếng. Khán giả chỉ được theo dõi đám tang trên các phương tiện truyền thông. Tang lễ diễn ra đặc biệt khi những người thân trong nhà đều mặc đồ màu hồng, vì khi còn sống Thái Thanh đã dặn các con, sau này dù mẹ có ra đi thì các con tất cả phải vui cho mẹ và mặc chiếc áo màu hồng đưa tiễn mẹ. Trên đoạn đường đưa linh cữu danh ca Thái Thanh đến đài hóa thân, đại gia đình đã hát vang ca khúc Nghìn trùng xa cách của nhạc sĩ Phạm Duy như những lời tri ân cuối cùng gửi đến một con người đáng kính. Để nhận xét về bà, Khánh Ly đã từng nói, tôi luôn xem bà là ngọn hải đăng của mình. Trên thế giới, diva không nhiều lắm đâu, còn nói tới Việt Nam, nếu có tôi nghĩ chỉ một người xứng đáng được xưng tụng là diva, đó là cô Thái Thanh. Chấm hết, Lệ Thu cũng từng cảm thán, chúng tôi không là những giọng hát vượt thời gian được, nếu nói vượt thời gian chỉ duy nhất dành cho danh ca Thái Thanh mà thôi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý giá để nghe hết chuyện đời về một danh ca bất hủ. Hãy để lại nhận xét của mình dưới phần bình luận. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Lịch sử hải ngoại xin chào và hẹn gặp lại!